jaw, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting feelings, but I won't leave you. Will everything we know be lost and changed for something new? Only time will tell, but I'll be holding you. Tất cả các bạn, mình là Hannah, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Nha Trang Live. Ngày hôm nay là Hannah có mặt rất là sớm, lúc khoảng 6 giờ để mà mua được những loại hải sản tươi khi mà người dân tại làng chài đánh bắt cá. Thì hiện tại ở sau lưng mình đó là một làng chài thuộc đường Sóng Cồn. Và sau khi họ đánh bắt cá lên là họ sẽ đem ra đường Sóng Cồn để mà bán. Vậy thì cảnh bán và những loại hải sản tươi ở đây như thế nào, Hannah sẽ chia sẻ đến các bạn. Mời các bạn cùng theo Hannah nha. Đây là cảnh mua bán của người dân. Hôm nay là mình đi giữa tuần. Và khi mà những ngư dân ở đây đánh bắt cá lên từ những chiếc ghe này, sau đó là họ sẽ đổ vào bên vỉa hè đường Sóng Cồn và bán cho những người dân địa phương và những khách du lịch. Khi mà tới Nha Trang thì nếu mà họ biết điểm á, thì họ sẽ tới đường Sóng Cồn gần cầu Sông Bóng họ mua hải sản. Đây là những chiếc xe đậu để mà tới mua hải sản của những khách du lịch này các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vô trong để xem thử là họ bán những loại hải sản gì nha. Đây là những loại cá mà những ngư dân ở đây đánh bắt lên và bán nha các bạn. Đa số là những loại cá nhỏ, bởi vì cá nhỏ là họ đi đánh bắt gần bờ và đem lên bán tại chỗ cho người dân. Rất là tươi. Đây là những loại cá cơm nè các bạn. Cá cơm là khi mà đánh bắt gần bờ lên á thì rất là tươi. Mình rất là thích ăn những loại cá nhỏ như thế này. Cô ơi, cô đánh bắt cá ở đây cô đem lên bán hả cô? Cô bán tới mấy giờ hết chưa? Cô bán ở đây thôi hả? Cô có đi mấy chợ khác bán không cô? Dạ. Dạ. Ô, nhiều loại cá đẹp quá. Mà tươi nữa. Rất là nhiều luôn các bạn. Trải dài lên tít ở trên đoạn trên kia. Lần lượt mình sẽ đi qua tầng hàng bán. Đúng rồi. Nhìn cái con mực là thấy ham rồi đó. Em thích nhất là mấy cái con cá nục quá. Cá nục mà lúc nào người ta đánh bắt lên là nó cũng rất là tươi. Mà ăn loại cá nó hiền nữa ha. Ừ. Đây là mực tươi buổi sáng nè các bạn. Tại cầu Sông Bóng Sóng Cồn. Nhìn cái con mực nó khá là to và cái nục nè. Cái gì nữa kìa hả? Đó, cái gì nữa kìa. Đó, cái gì đó. Đó, đây là cảnh mua bán của người dân nè. Khi mà sáng sớm á là họ ra đây mua cá để mà về nấu ăn cho gia đình. Nếu như mà mình ở gần đây thì mình cũng ra đây mình mua, bởi vì an toàn cá tươi thôi các bạn. Cá
cái ồ, đây là cái ồ tròn. Cái ồ tròn. À, chị thấy ồ sale rành chứ chị. Dạ ăn kéo hoài biết rồi chị. Cái thường á là con cái ồ dẹp nó sẽ ngon hơn cái ồ tròn. Còn nó thơm biết không? Bây giờ hai chị em mình đi mua cá về ăn. Cá ồ cái giá 30 ngàn một ký mà rất là tươi. Em chị ký thôi đi. Chị còn ký 5 con mà em chị ký. Thôi thôi chị em lấy được nửa ký thôi. Nắng lên tầm khoảng 7 giờ là chợ lại tan đúng không chị? À 7 giờ tan. Rồi ký nặng của chị á lẹ chục quá chị. 25 à. Thường là chợ này bán sẽ là 7 giờ rưỡi sẽ tan bởi vì là ánh nắng mặt trời lên nó rất là nóng và làm ảnh hưởng đến độ tươi của cá cho nên là chợ sẽ tan sớm hơn. Còn có rất là nhiều ngư dân bán hải sản ở đây nè các bạn. Đường xóm Cồn nằm ở cầu Xóm Bóng. Các bạn chưa biết đường Xóm Cồn thì các bạn cứ nhìn cái tòa nhà cao nhất gần đường Trần Phú và cầu Trần Phú. Đây là khách sạn Mường Thanh á, thì các bạn sẽ đi tỉ vào trong là sẽ đi được tới đường Xóm Cồn. Rồi tiếp theo mình bắt gặp một chị bán cua và tôm. Cua biển chắc lắm. Cua biển. Người ta cuốn gì đi sợ. Cuốn bằng lá chuối hả? Dây chuối hả? Đây là những loại cua biển nè các bạn. Nó còn qua que á, nhưng mà nó bó cày nữa, nó không có thể động đậy được. Còn đây là tôm. Rồi ngoài ra thì còn có ốc móng tay, sò lụa, hàu nữa nè. Đang em có 2 ký à. Họ bán rất là nhiều loại hải sản tươi sống. Mình thấy là hôm nay ít người đi chợ bởi vì là ngày giữa tuần á cho nên là họ ít đi hơn. Do nhiều người đi làm á. Rồi đây là sò lụa vàng nghêu ốc móng tay. Nghêu bao nhiêu một ký chị? 30 ngàn một ký. Sò lụa, cái này là sò lụa. Đúng rồi. Trời nó còn sống luôn rồi trời. Đây chị bán hải sản. Cái này chị bán là cái này ở nhà chị đánh bắt lên hả? Đây là cái loại ốc nè, ốc phụ tỏi nè. Cá lạc. Rồi bây giờ tiếp tục đi lên đoạn cuối cùng. Ở chợ đây chị thấy đàn ông đi nhiều hơn tại vì đàn ông họ thích ăn hải sản. Đúng rồi. Họ ra họ mua mà ở đây bán giá cũng được nữa. Đúng rồi, bán giá gốc luôn á. Để cho ngang á. Để cho. Nó là 25 ngàn được chưa? Hai giá rẻ toàn 25 30. Tùy loại. Con rồi mua nữa. Mua con luôn biển này ghê. Đây có mấy con rất là lạ. Con này là con gì vậy cô? Con trình biển, con trình biển mà có lương. Cái nhiều loại cá là mà tôi thấy. Còn cái con này giống cá trừ kiến quá ha. Đẹp luôn á. Giống cá trừ kiến ở đồng á. Con cá nó giống cái con cá cá kè. Ồ con này nướng. Con này nướng ngon lắm nè. Còn đây là cá lạc nè. Hôm nay quá đã luôn, được tận mắt chứng kiến những loại hải sản mà mua về ăn luôn các bạn. Con này lạ nè. Con này con gì vậy cô? Nấm em. Đi con ngựa nè. Trời ơi, cá ngựa đó nè. Còn sống, đang thở thoi thóp. Tóc lớn nó chảy á. Em con có cái sơn đi em nha.
Đây là toàn bộ cảnh của người dân bán hải sản ở cầu Xóm Bóng. Bây giờ mặt trời lên cũng khá là cao rồi các bạn. Họ bắt đầu dọn chợ rồi. Hay bây giờ rất là nắng. Chuẩn bị là bán nhanh chóng để về nhà. Ôi nắng quá. Khi mà những chiếc ghe đi đánh bắt về thì sẽ đậu ở đây các bạn. Khu này người ta gọi là khu Xóm Cồn, là cũng là một cái làng chài ở tại Nha Trang. Ở Nha Trang mình có khá là nhiều làng chài. Những chiếc ghe nhỏ sẽ về đậu tại đây và đem hải sản đem lên vỉa hè tại đường Xóm Cồn bán. Đây, bây giờ là người ta sẽ lấy cái gầu, người ta múc nước từ dưới biển lên để mà rửa cá. Nước biển rửa cá là hơi bị sạch á. Đây là cảnh buôn bán cá của những người dân tại đây. Nắng rồi, người ta chuẩn bị dọn hàng thì mình cũng lo đi về thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem để ủng hộ cho kênh Nha Trang Live nha.